vòng chung kết U20 vô địch thế giới, nơi tề tụ của những tài năng trẻ tới từ khắp mọi nơi, sân khấu của những màn trình diễn đỉnh cao, bàn đạp để như mầm non tỏa sáng, qua đó bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. 2017 sẽ là lần thứ 21 giải đấu được tổ chức. 24 đội bóng đến từ 6 khu vực sẽ cạnh tranh cho vị trí vinh quang nhất, nhà vua của bóng đá trẻ thế giới. Argentina là quốc gia có nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử với 6 danh hiệu. Nhưng từ khi giải đấu chính thức đổi tên thành U20 vượt thế giới năm 2007, các chàng trai trẻ của xứ Tango mới chỉ một lần bước lên bục cao nhất. Năm nay, U20 Argentina cũng không phải là một đội bóng được đánh giá quá cao bởi họ chỉ xếp thứ 4 tại giải trẻ của khu vực Nam Mỹ và may mắn lách mình qua khe cửa hẹp khi U20 Brazil bị U20 Colombia cầm chân. Đội bóng trẻ số 1 của Nam Mỹ hiện tại phải kể đến các chàng trai Uruguay khi họ giành chức vô địch giải trẻ khu vực hồi đầu năm một cách đầy thuyết phục. Nhà Á quân của giải U20 thế giới năm 2013 đang tràn đầy quyết tâm bước lên đỉnh vinh quang sau hai lần đối hẹn. Như bao mùa giải qua, khắc tinh của những đội bóng tới từ Nam Mỹ chắc chắn vẫn sẽ là những tay trẻ của châu Âu. Trong đó, ứng viên sáng giá nhất chính là U20 Pháp, nhà đương kim vô địch của giải U19 châu Âu 2016. Hơi đáng tiếc khi hai ngôi sao hàng đầu của đội bóng áo lam, tiền đạo Mbappe và cầu thủ chạy cánh Dembele đều không tham dự giải U20 năm nay. Thế nhưng, huấn luyện viên Batelli vẫn có trong tay khá nhiều gương mặt ưu tú, trong đó tiêu biểu là tiền đạo Augustin đang chơi cho Paris Saint-Germain. Ngoài ra, trên sút Ludovic Blas cùng các tiền vệ Amine Arif, Lucas Tuzza, những người có tên trong đội hình tiêu biểu của giải U19 châu Âu 2016 cũng là những nhân tố rất đáng gờm. Không chỉ có U20 Pháp, những đại diện còn lại của bóng đá châu Âu như Italia, Bồ Đào Nha, Anh hay Đức cũng hứa hẹn sẽ là ứng viên giành chức vô địch. Có phần lép vế hơn và chưa một lần vô địch giải trẻ U20 thế giới, nhưng không hề không nhắc tới các đội bóng của châu Á. Hàn Quốc có ưu thế chủ nhà, nhưng đội bóng được đánh giá cao nhất có lẽ là U20 Nhật Bản, nhà đương kim vô địch của giải U19 châu Á 2016. Bên cạnh đó là U20 Ả Rập Xê Út, những người đã có màn trình diễn khá xuất sắc trên đất Bahrain năm ngoái và chỉ thất bại trước Nhật Bản trong loạt luân lưu may rủi. Và tất nhiên, cơn gió lạ U20 Việt Nam mới lần đầu bơi ra biển lớn nhưng tràn đầy quyết tâm và khát khao tạo nên những bất ngờ. Một trong những đối thủ của chúng ta tại bảng E, U20 New Zealand, nhà đương kim vô địch của khu vực châu Đại Dương với phong độ ghi bàn đầy ấn tượng, 15 bàn sau 5 trận. Cái tên còn lại cũng khá nặng ký, U20 Honduras, đương kim Á quân khu vực CONCACAF, đội bóng chỉ thất bại trước nhà vô địch U20 Mỹ trong đoạn luân lưu. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới các đội bóng trẻ của châu Phi. Về lá cờ đầu là U20 Zambia, đương kim vô địch châu lục. 24 đội bóng quy tụ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất thế giới lứa tuổi U20. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của những mầm non trên đất nước Hàn Quốc.